63 thí sinh thi năm 2018 và một thí sinh năm 2017 ở Hòa Bình có điểm chấm thẩm định giảm so với điểm đã công bố. Trong đó, 56 thí sinh với 140 bài thi trắc nghiệm đã bị thay đổi từ 0,2 đến 9,25 điểm mỗi môn thi. Thậm chí có thí sinh điểm thi 3 môn xét tuyển đại học được tăng lên tới 26,45 điểm. Để xảy ra gian lận nghiêm trọng trong công tác chấm thi những năm qua, đặc biệt là ở bài thi trắc nghiệm là do quy trình chấm thi còn sơ hở. Những gian lận không chỉ nằm ở phần mềm chấm thi hay quy trình thực hiện, mà nó còn nằm ở lỗ hổng trong việc lựa chọn những con người đủ trung thực và trách nhiệm để tham gia bảo vệ công bằng cho kỳ thi. Sự tham gia của các trường đại học tích cực hơn vào cái việc tổ chức coi thi và chấm thi thì giúp cho cái kỳ thi sẽ cái chất lượng của kỳ thi sẽ tốt hơn nữa, đặc biệt là ở cái sự tính nghiêm túc, sự công bằng và minh bạch. Thì tôi cho rằng là với sự tham gia của nhiều bên thì chắc chắn sẽ có sự giám sát một cách nó chặt chẽ hơn, khách quan hơn. Và từ cái việc giám sát có nhiều bên tham gia và khách quan hơn như thế thì kết quả thi tuyển sinh phổ thông trung học quốc gia năm 2018 chắc chắn sẽ chính xác hơn và sẽ hạn chế được đến mức tối đa những cái hiện tượng tiêu cực trong thi cử. Năm nay, phòng bảo quản đề thi, bài thi, phòng chấm thi trắc nghiệm, tự luận đều có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ trong ngày. Tất cả các dữ liệu chấm thi từ việc ảnh quét bài thi trắc nghiệm đến dữ liệu đều được mã hóa nhằm bảo mật. Những gì mà chúng ta đã xử lý trong thời gian qua thì đã gửi một cái thông điệp rất mạnh mẽ đối với học sinh và cả với phụ huynh rằng gian lận thi cử dù có tinh vi đến mấy thì cũng sẽ bị phát hiện, và khi bị phát hiện thì sẽ xử lý nghiêm. Do đó các em thứ nhất là phải nghiên cứu rất kỹ quy chế, tuyệt đối không sử dụng các thiết bị cấm, không có các cái ý đồ gian lận bằng các cái phương tiện kỹ thuật công nghệ hay là bằng các hình thức khác, mà chỉ có thể vào phòng thi bằng cái sự tự tin, bằng cái kiến thức của chính mình đã tích lũy được trong quá trình học tập của 12 năm. Do đó tôi đề nghị các nhà trường làm tốt công tác tư tưởng, nhưng một mặt thì mỗi phụ huynh, mỗi gia đình và đặc biệt là mỗi thí sinh sẽ tham gia kỳ thi tới đây nhận thức đầy đủ các trách nhiệm của mình để không có cái ý đồ gian lận, không tham gia vào các cái tổ chức nếu có cho cái việc là hướng tới gian lận trong cái kỳ thi này. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cũng cân nhắc đến việc lắp camera trong phòng thi nhưng chưa thực hiện trong năm nay. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, thí sinh sẽ dự thi trong 3 ngày, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6 năm 2019.